Hoa Hồng Giấy, sản xuất bởi Viettel Media. Em yêu này rồi. Áo 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 này. Gia đình này có. Ok, Linh Linh thì xong ra. Đẹp quá. Em biết là em đẹp mà. Nhưng mà anh không cần nhìn em dữ vậy đâu. Em ngại sao mà dám leo lên xe được. Ý anh là vậy em đẹp á. Chứ em thì bình thường à. Em à. Từ đây tới nhà hát phải mất cả 100 cây số đó. Cái gì? À không, nửa vòng trái đất rồi. Lúc đó anh đi cùng em suốt cả một đời mới tới. Anh này đẹp không em? Đẹp. Buổi diễn ngày hôm nay hay ha. Anh cũng không biết nữa. Ừ. Chứ anh nãy giờ anh coi cái gì vậy trọng? Tại anh cứ mãi nhìn em á. Thôi em đợi đây đi, anh đi lấy xe nha. Dạ.